xin chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Và hôm nay mình muốn giới thiệu tới mọi người một combo đến từ thương hiệu JBL, được phân phối chính hãng 3 sao tại Việt Nam. Và hôm nay mình muốn đưa combo này để phối ghép biến bộ loa nghe nhạc, loa xem phim chúng ta có thể tận dụng để chúng ta hát karaoke, thay vì chúng ta phải bỏ một số tiền ra để chúng ta mua thêm một cặp loa karaoke. Thì bây giờ hiện tại chúng ta đang có ở nhà thì chúng ta có thể là dùng combo này để chúng ta tận dụng, chúng ta phối ghép. Trước mặt mình đây là một cái mixer, ở Việt Nam mình hay gọi là vang số. Vì thế cho nên bây giờ mình cũng sẽ gọi là vang số để cho mọi người dễ hình dung. Thì vang số JBL KX180 này cũng có khá nhiều người biết đến rồi. Và còn những ai mà chưa biết thì chúng ta có thể là vào trang web để chúng ta tìm hiểu thôi. Và đây là một bộ trộn, vì thế cho nên mình sẽ đưa tín hiệu mix raw nhạc vào, rồi nó sẽ truyền tải xuống âm ly nghe nhạc hoặc âm ly xem phim. Trong này thì được nhà hàng tích hợp là Equalizer, Reverb, Echo, tất cả các tính năng khác tích hợp ở trong này. Thì một khi chúng ta lắp đặt thì các bạn kỹ thuật sẽ tới tận nhà để setup cho chúng ta. Và tiếp đến, mình muốn giới thiệu tới mọi người một bộ mix raw JBL VM200. Thì sản phẩm này nó cho một cái chất âm sáng hỗ trợ tiếng mix raw tốt hơn, tái tạo được tiếng trung tốt hơn so với một số dòng mic khác có cùng tầm giá. Vì sao mình lại muốn là dùng dòng mic này để phối ghép cho loa nghe nhạc hoặc loa xem phim? Bởi vì là loa karaoke và loa nghe nhạc nó có một điểm thiết kế khác nhau cơ bản. Ở chỗ loa karaoke thì nhà sản xuất thường tập trung tới vấn đề mix range tốt hơn, vì thế cho nên nó tái tạo được âm trung tốt hơn so với loa nghe nhạc. Và cái thứ hai nữa là loa karaoke nó có công suất lớn hơn, đáp ứng được khả năng thay đổi âm thanh tốt hơn. Thì loa nghe nhạc thông thường là được thiết kế 3 dải âm tần cân bằng cho ra âm thanh ấm, mượt và tinh tế hơn so với khi chúng ta nghe ở trên loa karaoke. Cho nên mình mới phải chọn dòng mic này để cho nó phù hợp, tương ứng phù hợp cho loa nghe nhạc hoặc là loa xem phim. Và về vấn đề loa sao ba và loa vi tính thì cũng đã có khá nhiều khách hàng gọi qua bên mình có hỏi là loa sao ba và loa vi tính có hát karaoke được không. Thì mình có trả lời là không hát karaoke được. Và bây giờ mình sẽ nói tại sao mà loa vi tính và loa sao ba không hát karaoke được. Thì về cơ bản á, đã là loa thì mình đều có thể đưa tín hiệu từ vang số hoặc từ một thiết bị nào đó đưa vào thì nó sẽ cho ra âm thanh thôi. Nhưng vấn đề ở đây là âm thanh của nó cho ra như thế nào, có phù hợp hay không. Thì nói về công suất, đa số là loa sao ba hoặc là loa vi tính thì nó chỉ đáp ứng được từ là 20 tới 50W. Còn dòng nào lớn hơn nữa thì cũng chỉ là 80 hoặc 100 thôi. Đó là một vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa là dải tần đáp ứng không có được phù hợp, rồi khả năng chịu đựng thấp do công suất thấp. Và cái mục đích sử dụng của loa là nhà sản xuất đã tính toán trước đó, cho nên chúng ta cũng là một vấn đề mà chúng ta không thể phối ghép được. Cái thứ ba nữa là nó hạn chế với kích thước vật lý của cụ loa, dẫn đến là dải tần mic, mic low kém, mic raw không đủ uy lực. Và cũng do nhà sản xuất họ đã tính toán công suất sẵn. Còn bây giờ nếu chúng ta cứ cố gắng chúng ta sử dụng thì cũng được thôi, nó cũng được ha, nhưng mà nó sẽ âm thanh không được tốt, không được sáng. Cái thứ hai nữa là nó sẽ bị over. Thứ ba nữa thì mình chắc chắn rằng màng loa của chúng ta sẽ bị rách vì nó không thể đáp ứng nổi so với công suất và cái thiết kế đó. Và đây là một số kiến thức cơ bản mình muốn chia sẻ tới mọi người. Còn nếu như chúng ta muốn rõ hơn thì chúng ta có thể tới showroom 779 Trần Hưng Đạo để được các bạn nhân viên kỹ thuật tư vấn rõ hơn. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong một video clip tiếp theo.